để xử lý cái việc mà duplication mình không muốn uh, insert một cái item mới mà nó không bị duplicate á, thì trong cái API các bạn phải đặt tả chuyện này ha thì mặc định nó sẽ là override còn nếu mà muốn các bạn không muốn override thì các bạn sẽ có cái chỉ số gọi là condition expression ha, có nghĩa là cả những cái chuỗi uh, một cái chuỗi giá trị hay là một cái chuỗi chuỗi nó định nghĩa để nó không bị không bị uh, gọi duplicate thì trong tài liệu nó mô tả cái này rất là rõ ha condition expression mà đọc thêm đây mình condition put này condition nó có thể hỗ trợ put delete update nói chung là những cái phương pháp liên quan đến thay đổi dữ liệu hoặc là tạo mới dữ liệu thì đối với condition put này thì các bạn sẽ là xem ông override item với cái trên phần primary key thôi nha các bạn nhé các bạn sẽ không làm chuyện view View à, có nghĩa là bây giờ item của mình này các bạn sẽ kiểm tra cái 55 này tồn tại chưa chứ các bạn sẽ không thể kiểm tra được cái tuổi 19 này đã tồn tại chưa nó chỉ hoạt động trên primary key thì trong trường hợp này mình primary key mình chỉ có percent key thôi mình sẽ kiểm tra là à, dữ liệu nào có user ID bằng 5 năm có hay chưa thôi đó đơn giản là như thế thì đối với condition expression thì các bạn sẽ xem một số các cái gọi là các toán các cái gọi là cái cú pháp của nó ha. thì trong này cú pháp nó sẽ là attribute not Exist có nghĩa là không có tồn tại ha. ví dụ ở đây này attribute not Exist là ID ví dụ mình là user ID đúng không ạ thì dễ đúng không ạ bây giờ các bạn sẽ copy cái này về cái lambda function chúng ta chúng ta sẽ thêm một cái phương pháp ở đây nữa ha mình sẽ gọi là attribute not exit à, này của mình là user ID này rồi trong cái SDK chúng ta này condition expression à, thì các bạn làm bằng ID thì các bạn sẽ có remind code snippet ở đây nha à, còn hiện tại thì mình làm bằng console để cơ bản bắt đầu thì các bạn sẽ chịu khó à, vừa đọc SDK vừa đọc chậm chậm để vừa làm vừa quen rồi có nghĩa ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ insert một cái item vào trong trường hợp nếu mà nó chưa tồn tại còn nếu tồn tại thì tất nhiên nó sẽ không có insert được nó sẽ báo lỗi ở đây nha bây giờ mình sẽ deploy cái này mới lại và chúng ta sẽ quay về cái cloudwatch này mình sẽ xóa hết tất cả clock của cloud đi để mất xua sure là tí mình gọi là làm cái mới để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn nào rồi mình sẽ có cái condition expression ở đây user id not exit rồi chúng ta sẽ test lại bùm chúng ta something wrong luôn đúng không ạ tất nhiên các bạn khi mà xử lý thì các bạn sẽ xử lý những cái response cho nó đẹp ở đây ha à, rồi các bạn xem trong cái phần log ở đây sẽ báo cái gì đây này đây condition request fail có nghĩa là các bạn không thể insert vào được và bây giờ các bạn thử một cái record mới đi 666 đi à, việt aws nói à, việt, việt aws thôi à, và lúc này 25 tuổi deploy rồi test ok à, bạn chạy được đúng không ạ 66 đây rồi các bạn thấy ok đúng không? ạ đó thì đó chính là cái à, sử dụng cái condition expression à. về lambda function này các bạn có thể hoàn toàn các bạn sửa đây cho nó nhanh hoặc là các bạn tạo các test event ở đây này sửa cái event à, giả sử event chấm user id event chấm name event chấm uh, tuổi đấy thì các bạn sẽ lấy từ, từ cái test event này hoặc là lấy từ event gọi nha ok cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo